Xin chào quý vị các bạn, và trong cái thời gian vừa qua thì cái từ khóa Toyota Rush là cái từ khóa mà chắc hẳn là mọi người tìm kiếm rất nhiều. Ngay ngày hôm nay ở bên cạnh tôi đây chính là Toyota Rush đã được công bố chính thức tại thị trường Việt Nam, đối thủ cạnh tranh với cả Mitsubishi Xpander. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu mẫu xe này nhé. Ở phần đầu xe thì với cái mệnh danh là tiểu Fortuner thì ngay lập tức các bạn có thể thấy ngay đó là cái diện mạo bên ngoài khá là giống với người đàn anh Fortuner. Và cái đèn pha là đèn pha dạng LED với 3 bóng LED. Ở hai cái bóng bên ngoài này là đèn cốt và bên trong là đèn pha giải LED định vị ban ngày. Đèn xi nhan thì vẫn là halogen, đèn sương mù cũng vẫn là halogen. Vâng, và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng cái khoang động cơ của Toyota Rush. Và Toyota Rush được sở hữu cái khối động cơ 1.5 lít đua VVTi đã được trang bị ở trên cái mẫu Toyota Vios 2017. Và như các bạn thấy ở đây thì cái động cơ này đang được đặt dọc. Vậy là mẫu Toyota Rush được trang bị dẫn động cầu sau sẽ có những cái ưu thế hơn so với cả cái đối thủ trực tiếp là Mitsubishi Xpander, nhưng mà sẽ có những cái nó thiệt thòi hơn một chút về cái trọng lượng bởi vì có thêm một cái trục cắc đăng. Và cái sức tải khi mà chúng ta đi vào đường trơn ở cái phần bánh sau sẽ chịu một cái trọng lượng lớn nữa từ cái khoang để đồ. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiến sang cái phần hông xe. Phần hông xe thì cái điểm mà Toyota Rush ăn điểm hơn so với cả Mitsubishi Xpander đó chính là bộ vành, bộ la răng 17 inch. Còn trên Xpander được trang bị bộ la răng 16 inch. Logo đua VVTi. Những cái tiếng gõ vào cái phần vỏ của xe thì vẫn rất là Toyota các bạn ạ. Nó chưa có cái sự thay đổi ở trên cái mẫu Toyota Rush này. Toyota Rush thì vẫn sở hữu cái gương chiếu hậu gập điện, chỉnh và gập điện, tích hợp cái xi nhan báo rẽ ở trên gương. Và cái phần ốp ở dưới này màu đen, khác với cả màu của thân xe. Tay nắm cửa thì chỉ có hai cái nút bấm smart, sử dụng cái chìa khóa smart key ở cửa lái và cửa phụ thôi. Tất cả cái viền cửa kính thì được làm một cái màu nhựa đen, cũng khác so với cái màu sơn của thân xe. Cái phần đuôi xe của Toyota Rush cũng có những cái thiết kế khá là cân xứng, nó không bị đơn giản quá, được chia thành những cái phần nếp gấp. Phần đèn hậu của Toyota Rush thì được trang bị giải đèn LED ở đây. Đèn xi nhan và đèn re, đèn lùi thì vẫn là đèn halogen, logo Rush. Và ở phía sau thì Toyota Rush được trang bị hai cảm biến kèm với cả camera lùi. Và đối với cả Toyota Rush thì khi các bạn mua ở đại lý thì các bạn có thể lắp thêm cái bộ phụ kiện T-Ray Sport, có cái phần ốp cản dưới này, phần ốp hông này và phần ốp phía trước. Và đi thêm một cái bộ phụ kiện nữa bao gồm những cái đồ như là chúng ta có thể sửa xe này, kiểm tra lốp này, rồi là cảm biến này, đi kèm theo cái bộ phụ tùng đó. Toyota Rush thì là cái mẫu xe với cái cấu hình ngồi là 5+2. Và bây giờ thì mẫu xe này đang được dựng cả cái hàng ghế thứ ba này lên. Cái hàng ghế thứ ba của Toyota Rush này thì chúng ta có thể gập 50-50 để tạo một cái không gian để đồ. À, cái này là chúng ta phải gập làm hai lần các bạn ạ. Một lần chúng ta gạt để ngả cái phần lưng ghế này xuống và phần giật để nhấc phần ghế này lên. Tôi nhìn qua thì cũng có vẻ khá rộng. Với cái không gian để đồ của Toyota Rush thì tôi đánh giá là cũng tương đối so với cả mẫu Xpander mà chúng tôi đã có dịp trải nghiệm. Bây giờ tôi sẽ dựng cái hàng ghế này lên. Tôi sẽ ngồi lên đây thử để xem cái khả năng chứa đồ của Toyota Rush khi mà để cả ba hàng ghế như thế nào. Thì với tôi, một người cao 1m75, vâng, ngồi vào đây, thì cái phần này thì tôi đoán là nếu mà chúng ta đi di chuyển những hành trình dài ấy, thì chúng ta có thể để được khoảng 4 cái vali cỡ cabin. Vâng, chúng ta sẽ có thể để được cái đồ vật cao một chút. Cái phần không gian để đồ như thế này của cái mẫu Toyota Rush thì tôi đánh giá là có nhỉnh hơn cái mẫu Mitsubishi Xpander một chút về cái khoảng không gian chiều cao như thế này. Bởi vì là cái mẫu Mitsubishi Xpander ấy thì là cái phần lưng ghế có thể ngả sâu xuống một chút xíu nữa. Đấy là cái lợi thế riêng của từng mẫu xe. Đối với kể cái mẫu xe 5+2 thì tôi rất muốn thử ngay cái hàng ghế thứ 3.
để xem là cái lợi thế so với cả cái mẫu Mitsubishi Xpander thì nó sẽ như thế nào. Cũng vẫn là cái kiểu gập ghế lên như là mẫu Mitsubishi Xpander để tạo cái lối đi ra vào thuận tiện cho cái hàng ghế thứ ba. Và khi tôi ngồi vào cái hàng ghế thứ ba này thì cái phần tựa lưng ghế nó có hơi đứng một chút, nhưng mà cái không gian thì cũng khá là thoải mái. Chúng ta cũng có rất nhiều những cái vị trí để đồ, chai nước, để điện thoại, cổng sạc 12V 60W, loa. Thì tôi sẽ ngồi vào cái vị trí này để xem là cái không gian đầu gối thì nó sẽ như thế nào. Ở đây thì cái không gian của hàng ghế thứ hai đang để dành cho một cái người cũng tương đối với chiều cao như tôi để ngồi. Và đằng sau này thì cái phần như các bạn thấy thì cái phần đầu gối của tôi vẫn còn cách cái lưng của hàng ghế thứ hai cỡ khoảng 5 phân. Cũng vẫn là thoải mái, tương đối, có cái không gian tương đối như cái mẫu Mitsubishi Xpander. Khi mà chúng ta di chuyển lên cái hàng ghế thứ hai thì cái điểm chung đầu tiên với cả cái mẫu Xpander chính là cái dàn lạnh thứ hai này với ba cửa gió điều hòa và cái công tắc chỉnh cửa gió ở đây. Vâng, ồ, chúng ta gạt lên là cái gió lập tức thổi ra. Và có một cái điểm khác so với cả mẫu Xpander, đó chính là Xpander thì có 4 cái cửa gió điều hòa, còn mẫu Toyota Rush này thì chỉ có 3 thôi. Rất giống với ở những cái mẫu xe du lịch trước đây. Chúng ta có thể liên tưởng tới cái mẫu Toyota mà dân cánh lái xe, các bác ấy, các chú ấy hay gọi là Toyota cá mập ấy. Cũng có cái dàn lạnh ở đây này. Và nếu như mà ở cái vị trí hàng ghế thứ ba mà tôi ngồi thoải mái như vừa nãy ấy, thì ở hàng ghế thứ hai, vị trí thứ hai là thì cái lưng ghế nó có hơi đứng một chút. Và cái chất liệu ghế nỉ với cái phần ở giữa được cải như này thì về mặt thẩm mỹ thì nó có đẹp, nhưng mà thật sự là chúng ta ngồi ở cái mùa hè ở Việt Nam mình thì sẽ rất là nóng và rất là bí. Ở đây thì cũng có cổng sạc 12V 60W và cũng không có bệ tỉ tay ở đây. Nói chung là nội thất của xe thì full nỉ và nhựa, và ghế thì hoàn toàn được chỉnh cơ. Và để hàng ghế thứ ba cũng ngồi thoải mái thì hàng ghế thứ hai tôi nghĩ là không thoải mái, bởi cái lưng ghế này nó khá đứng, nếu mà chúng ta đi ở trong những cái chặng đường dài thì sẽ không hề dễ chịu một chút nào cả. Và bây giờ chúng ta cùng đến với cái hàng ghế đầu tiên, ghế lái. Cái vị trí của người tài xế thì sao? Xe thì được khởi động bằng nút bấm Start Stop Engine, chìa khóa thông minh Smart Key. Vô lăng thì sờ vào một cái là thấy nhựa mềm rồi. Nói là nhựa mềm thôi nhưng mà bấm vào thì chúng ta mới biết, chứ còn cầm vào thì nó rất là cứng. Vô lăng thì chỉnh cơ hai hướng gật gù thôi, không có thò ra thụt vào. Ở bên này thì phần kính lái thì sẽ được chỉnh lên xuống một chạm, còn tất cả các kính còn lại chúng ta phải giữ. Và tất cả những cái phần ốp xung quanh này thì đều là nhựa hết. Tất cả những cái đường chỉ như này đều là đường chỉ giả và ốp nhựa. Tôi thì tôi thấy rằng là cái phần bảng điều khiển trung tâm ở đây sẽ là một cái điểm cộng của Toyota Rush so với cả mẫu Mitsubishi Xpander, bởi được trang bị cái màn hình cảm ứng 7 inch với cái giao diện cũng khá đẹp mắt mà có cái logo của Toyota ở đây. Trước đây thì những cái mẫu xe Toyota thì thường hay được trang bị cái màn hình của Pioneer hoặc là những cái hãng sản xuất thứ ba khác. Nhưng mà hiện nay, ngày hôm nay thì Toyota đã có cái màn hình cảm ứng cho riêng mình. Điều hòa thì tự động một vùng, cũng là cái điểm cộng so với cả mẫu Mitsubishi Xpander, là điều hòa cơ chỉnh tay. Cổng sạc điện là 12V 120W. Tiến xuống tiếp cái khu vực cần số này. Nào, cái khu vực cần số này thì ngay đến cái cần số thì tôi thấy nó khá giống với cả cái mẫu Toyota Vios. Hộp số thì số tự động 4 cấp, có rất nhiều chế độ. Ví dụ như là D này, rồi chế độ L này, số 2 và số 3. Tiến tiếp xuống cái phần phanh tay thì cái phần phanh tay của Toyota Rush thì nó nhỏ nhắn, nó vừa phải với cái mẫu xe này hơn, chứ nó không hề như cái mẫu Xpander như anh Hùng xe cỏ có review các bạn ấy, nó to đúng bằng cái tay của anh ấy. Trông nó rất là không vừa vặn với một cái mẫu xe chút nào cả. Và chúng ta quay trở lại cái vô lăng. Cái vô lăng thì cũng chỉ có những cái phím điều khiển cơ bản thôi. Có đàm thoại dành tay này, điều chỉnh các cái thông số ở trên màn hình sau vô lăng và chỉnh ở trên cái màn hình trung tâm ở đây. Nhưng mà ở trên vô lăng thì chúng ta có thể thấy ngay là chưa có cái hệ thống ga tự động Cruise Control. Ở trên mẫu Mitsubishi Xpander thì đã có rồi. Và có một cái điểm mới nữa ở trên cái mẫu Toyota Rush này, đó chính là cái hệ thống đèn cảnh báo người thắt dây bảo hiểm, dây đai an toàn. Và chúng ta thường thấy
ở bên ghế phụ thì gọi sẽ có cái đèn ở đây, ghế chính, ghế lái thì ở trên cái đồng hồ sau cái vô lăng này. Còn 5 cái vị trí ở phía sau thì sẽ được hiển thị ở đây. Nếu như mà một người ngồi ở cái hàng ghế thứ hai này thắt dây an toàn thì các cái vị trí sẽ được hiện đèn đỏ ở đây để thông báo cho cái người lái, người cầm lái biết, để nhắc nhở những người phía sau mà không sử dụng dây an toàn có ngồi tại vị trí đó. Cái hộp để đồ này thì cũng vừa phải, cũng không có gì đặc biệt cả. Cái cửa gió điều hòa thì đã được làm trông nó hiện đại hơn một chút so với cả những cái mẫu xe hiện tại của Toyota. Xe thì được trang bị 6 túi khí. Một vị trí ở đây, bên ghế phụ, vị trí người lái và túi khí rèm. Và có một cái điểm mà tôi vẫn phải nói là không thích nữa, đó chính là không có cái bệ tỉ tay. Ở trên Xpander hay Toyota Rush thì đều không có. Chúng ta sử dụng cái mẫu xe này đi hàng ngày, đi đường dài thì người tài xế sẽ khá là khó chịu. Và ghế thì đương nhiên rồi, cũng vẫn là chỉnh cơ tất cả, bọc nỉ. Mà cái chất liệu nỉ ở trên cái Toyota Rush này ấy, thì có cái thiết kế đẹp hơn ở trên mẫu Mitsubishi Xpander. Gương thì là vẫn là gương chỉnh cơ thôi. Chúng ta vẫn phải gạt ở đây. Một mẫu xe với 668 triệu. Chúng ta quả thực là cũng không thể đòi hỏi quá nhiều được. Và với cái mức giá bán nhà sản xuất công bố là 668 triệu cho mẫu Toyota Rush thì các bạn thấy thế nào về mẫu xe này? Các bạn hãy comment ngay phía dưới clip của chúng tôi. Là một đối thủ xứng tầm với cả Mitsubishi Xpander phải không?